Hồng Loan và Phong Linh kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán giả những thông tin mua sắm hữu ích theo chủ đề thời trang và làm đẹp. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin về hộp quà khổng lồ chào mừng sinh nhật lần thứ 22 của Co-op Max đã hoàn tất hành trình của mình tại điểm dừng cuối cùng là trung tâm thương mại Vạn Hạnh Môn ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Tương tự như các sự kiện trước, không gian chụp ảnh và trải nghiệm hộp quà khổng lồ cùng Co-op Max cũng đã thu hút rất nhiều khán giả. Theo đó, khách trải nghiệm sẽ lần lượt thực hiện các bước sau: chụp ảnh tại khu vực khung ảnh mừng sinh nhật và nhanh tay đăng tải lên Facebook kèm theo dòng hashtag sinh nhật Co-op Max 22. Tham gia trải nghiệm ngay những bất ngờ đến từ hộp quà Co-op khổng lồ. Ở chặng cuối này, khách sẽ tham gia một trò chơi mang tên món đồ thất lạc. Người chơi sẽ phải tìm ra một món đồ bí ẩn đựng trong các thùng. Ứng với 3 chiếc thùng chứa nước đá, chứa thú bông và chứa bóng gai dẻo, người chơi sẽ phải tìm ra 3 chiếc lược trong vòng 45 giây. Sau khi trải nghiệm, khách hàng sẽ nhận ngay một phần quà hấp dẫn đến từ Co-op Max và một tấm ảnh tạo dáng cùng các MC của chương trình. Cái đầu tiên thì còn thấy dễ, cái thứ hai là em kiếm quà luôn, cũng lâu thiệt lâu luôn mới thấy được cái liệu. Cũng trong dịp này, khi làm thẻ khách hàng thân thiết Co-op Max, khách hàng còn nhận được một phiếu mua hàng và một phần quà hấp dẫn đến từ siêu thị. Thông tin tiếp theo chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thích của quý khán giả nào là fan của siêu bom tấn Avengers Infinity War. Thưa quý vị, sau khi được công chiếu trên màn ảnh rộng, siêu phẩm nhà Marvel Studio đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu nói chung và với giới trẻ Việt nói riêng. Và hưởng ứng làn sóng này, nhiều nhóm bạn đã tìm kiếm những bộ trang phục và phụ kiện hoành tráng để trải nghiệm cảm giác hóa thân thành các nhân vật yêu thích của mình. Trào lưu cosplay đã không còn xa lạ đối với giới trẻ Việt, và khi cơn sốt Avengers Infinity War vẫn còn đang sôi sục, nhiều bạn trẻ đã không ngại săn lùng những bộ trang phục và phụ kiện hiếm có để thử cảm giác trở thành các siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel. Các cửa hàng cũng đã nhanh chóng nhập trực tiếp từ Mỹ hoặc tự mình gia công tinh xảo những bộ cánh hoành tráng của Spider-Man, Black Panther, mặt nạ silicon của Hulk, Iron Man hay chiếc găng tay sắt uy lực của Thanos. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu cosplay của rất nhiều bạn trẻ, đến nay, một số bộ trang phục của các siêu anh hùng như Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man hầu như đã cháy hàng. Vì bản thân mình là cũng là một fan của siêu hùng nên chỉ cần được khoác lên mình bộ trang phục mình yêu thích thì là đã rất là phấn khích rồi. Vì vậy chắc chắn là trong thời gian tới mình sẽ nhập nhiều hơn những cái sản phẩm liên quan tới Avengers. Trong Avengers thì em thích nhất là Iron Man. Chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì em sẽ cosplay idol của em một lần. Các bạn trẻ muốn hóa thân thành các siêu anh hùng có thể theo dõi website bbcosplay.com để lựa chọn cho mình một bộ giáp phù hợp với chi phí chỉ từ 200.000 đồng. Thưa quý vị, thoát ra khỏi tông màu tím ultraviolet của những ngày đầu năm 2018, các tín đồ thời trang đang lựa chọn trang phục mang nét rực rỡ, pha vào đó là một chút ấm áp cho những ngày mưa đầu mùa. Và với xu hướng này, thời trang màu mù tạt đã chính thức quay trở lại trong mùa hè năm nay. Vàng mù tạt là màu sắc được ưa chuộng vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, nhiều người sẽ ngại mặc gam màu này vào mùa hè vì độ chói sáng, dễ gây cảm giác nóng bức. Thế nhưng, với những điểm nhấn riêng biệt trong thiết kế, cũng như sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại, các mẫu trang phục màu vàng mù tạt đã thổi một làn hơi mới vào thế giới thời trang và trở thành nét đặc trưng của mùa hè năm nay. Đó có thể là những chiếc áo hai dây điệu đà thoải mái hay những chiếc quần ngắn trẻ trung. Thêm một điểm cộng cho sắc vàng mù tạt là giúp tôn da người mặc, đồng thời rất dễ kết hợp với trang phục và phụ kiện. Mùa gì ở đâu cũng gợi ý đến quý khán giả, những tông màu tối hoặc trung tính sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp với sắc vàng mù tạt. Quý khán giả đã có thể bắt đầu mùa hè của mình bằng cách chọn ngay những sản phẩm này tại cửa hàng thời trang Hennos với giá dao động từ 200 đến 800 nghìn đồng. Thưa quý
quý vị, hiện nay, mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được bán và quảng cáo nhiều nhất trên mạng. Thế nhưng, lợi dụng sự tiện ích của kênh thông tin này, nhiều đối tượng đã trà trộn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc để đánh lừa người tiêu dùng. Vấn đề này sẽ được Mua Gì Ở Đâu lưu ý đến quý vị khán giả trong thông tin sau đây. Không khó để bắt gặp những lời quảng cáo có cánh về các loại mỹ phẩm được rao bán trên mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội. Để lấy lòng tin của khách hàng, người bán còn khẳng định chính mình hoặc người thân đang sử dụng sản phẩm, kèm theo hàng loạt bức ảnh chứng minh hiệu quả. Nhiều khách hàng đã mua và sử dụng các loại mỹ phẩm được bán theo hình thức này mà không kiểm chứng nguồn gốc cũng như thành phần có trong sản phẩm. Từ đó, nhiều trường hợp tiền mất tật mang đã xảy ra. Khi mà em sử dụng những mỹ phẩm ấy thì em cảm thấy là em có cải thiện rất nhiều. Nhưng chỉ khoảng một tháng sau đấy thì em lại thấy làn da của mình xuất hiện những mụn, thậm chí là dày đặc và nhiều hơn trước đấy. Nó mang tính chất là hình ảnh rất là bắt mắt và cái chương trình khuyến mại là rất là tốt để cho khách hàng người ta nhìn vào, người ta có những cái thì gây cái tác động và cái giá thành nó cũng rất là rẻ. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có hành vi vi phạm, thu giữ hàng ngàn gói mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có cơ sở khai nhận đã sang chiết, đóng nguyên liệu mua trên mạng vào các hộp, chai lọ và tự gắn nhãn mác. Sau đó, những lọ hộp mỹ phẩm này tiếp tục được quảng cáo và bán trên mạng, đến tay người tiêu dùng trên cả nước. Và tất nhiên, những cơ sở này không có giấy phép sản xuất cũng như hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm, trong khi mỗi sản phẩm như thế này được bán với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Để tránh những hậu quả đáng tiếc từ việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cần mua hàng tại những cửa hàng uy tín, có giấy chứng nhận, kiểm định của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, sáp khô là một trong những sản phẩm rất hữu ích cho chị em phụ nữ trong việc dưỡng da. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sáp dưỡng da được chiết xuất từ thiên nhiên. Thế nhưng trong chương trình Mua Gì Ở Đâu hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khán giả cách thực hiện sáp khô dưỡng da từ những nguyên liệu rất quen thuộc. Rồi mình sẽ bắt đầu làm sáp nước hoa khô ha. Đầu tiên nguyên liệu của nó có Sivita, công dụng là dưỡng da, làm mềm da, mịn da, sản sinh collagen và còn có khả năng chống nắng nữa. Wow, tiếp theo mình cần gì nữa hả chị? Là sáp ong. Sáp ong có khả năng định hình và kháng viêm rất là tốt. Nguyên liệu thứ ba của mình là sáp đậu nành. Nó nhiều vitamin, nhiều đạm và có khả năng là làm mướt da, làm định hình thể. Tiếp theo nữa mình sẽ có dầu dừa. Dầu dừa có nhiều vitamin, dưỡng da, còn có khả năng chống nắng, kháng viêm. Còn tiếp theo mình là sẽ là dầu quả bơ. Nó khả năng sản sinh collagen, mềm da, mướt da và làm còn có khả năng là những ai làn da khô và những làn da mất sống cần nên dùng dầu quả bơ. Nguyên liệu tiếp theo của mình đó là vitamin E. Vitamin E thì mình bổ sung vào để làm mượt da, mềm da và tăng thêm sức sống cho da ha. Mình có hai tinh dầu, đó là tinh dầu oải hương, tinh dầu ngọc lan. Đúng rồi chị ơi, em nghĩ là tại vì cá tính của em với Uyên hơi khác nhau á, với lại em muốn thích đụng hàng với Uyên. Trang dùng oải hương có vẻ hợp hơn với tính của Trang bởi vì nó nồng nàn và nó cũng quyến rũ và rất là hợp với phong cách của Trang. Oải hương nó còn tác dụng là giảm stress nè, nó cũng rất là tốt với những người bị trầm út nè. Có bị không? Hơi trầm út một tí đi chị. Không, mình đang nói là công dụng của nó. Dạ, còn em thì sao chị? Uyên thì dùng ngọc lan ha. Bởi vì ngọc lan thì nó dịu nhẹ, những người mà bị đang muốn hạ huyết áp thì mình nên ngửi mùi ngọc lan. Bây giờ mình bắt tay làm ha. Bây giờ mình sẽ dùng sáp đậu nành trước. Mình sẽ dùng là 3,5g. 3,8. Nó có thể sai xích một chút xíu. Có thể là sai xích một ít. Mình sẽ dùng sáp ong. Sáp ong tỷ lệ của mình sẽ dùng là 1,5. Rồi. Rồi, mình sẽ dùng 0,5g bơ xi ha. Những cái lưu lượng này nó đã là một cái chuẩn rồi đúng không chị? Mình không có thể thay đổi được hả chị? Mình cũng có thể là thay đổi. Nếu mà mình muốn dưỡng nhiều thì mình cũng có thể thay đổi một tí xíu nó cũng được. Rồi, tiếp theo là mình sẽ dùng dầu quả bơ. Tỷ lệ của mình sẽ dùng 3g. Rồi, mình dùng 2g dầu dừa. Mình sẽ dùng vitamin E. Mình sẽ dùng khoảng là 0.05 đến khoảng 0.1. Nhỏ xíu luôn á. 3 giọt thôi à.
Bây giờ mình sẽ cho bắt lên bếp rồi mình nấu. Mình sẽ không được nấu quá của nó 100 độ. Bởi vì nấu quá 100 độ thì tất cả vitamin dầu ở trong này đều chết hết. Trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy đều để cho cái hỗn hợp của nó được tan đều với nhau ha. Mình sẽ nấu trong khoảng bao lâu chị? Khoảng 2 phút, chưa tới 2 phút đâu là nó sẽ tan rồi đó. Vậy thì cái bước nào mình mới cho mùi hương cho hả chị? Khi mà mình tắt bếp, khi tan hết tắt bếp thì mình mới bắt đầu mình cho hương vào. Bởi vì mùi hương nóng quá thì nó sẽ bắt hơi hết rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dùng hương ngọc lan nha. Dạ. Mình sẽ bỏ khoảng từ 7 đến 8 giọt dầu trong này ha. Mình đợi khoảng bao lâu thì nó sẽ thành một cái khối nhất định hả chị? Khoảng nửa tiếng thì nó đã thành một cái khối, mình có thể xài được luôn luôn. Nước hoa sáp thật dễ làm đúng không nào? Chỉ cần 3,5g sáp đậu nành, 1,5g sáp ong, 0,5g bơ si, 3g dầu quả bơ, 2g dầu dừa và 0,05 đến 0,1g vitamin E. Đun nóng tất cả hỗn hợp với nhiệt độ dưới 100 độ C, khuấy đều và cuối cùng cho một lượng tinh dầu hương thơm theo sở thích, đổ ra khuôn và đợi 30 phút. Bạn đã sẵn sàng để tỏa hương chưa? Những mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.